Ok, luôn anh em. Trưa nay thì cũng coi tí thông tin game mày vô chơi thử con game miễn phí đang lọt cho anh top trending của Steam. Steam Engineer trong cái Steam luôn. Steam có nghĩa là máy hơi nước á. Thì Steam là máy hơi nước. Trong mà Steam lại là giả lập một cái máy hơi nước. Thì đây là game miễn phí được đánh giá là rất là tích cực, cực kỳ tích cực luôn. Thì chắc là mấy cái động cơ hơi nước thôi, trong thì không biết sao nhìn thấy ngộ ngộ nên cũng đã về thử. Thì tối nay cũng là sự kiện Steam Next Fest, các anh em nào mà thích mấy dòng game indie á thì có thể tham gia sự kiện này, bởi họ có rất là nhiều cái demo luôn. Này demo họ tung ra miễn phí chủ yếu là quảng bá game của họ. Steam Next Fest là dạng như một cái gian hàng mà showcase á, tất cả mà mấy cái dev trình viên hay mấy nhà phát hành chính là họ có một cái gian hàng riêng giống. Thì chúng ta vào đó dạo một vòng, có gian hàng nào ấn tượng thì có thể vô đó coi thử cái demo của họ, tương tác với mà các lập trình viên luôn, có thể chat, có thể mà xem cái livestream của họ coi tiến độ dự án hay là họ mà phát triển game nó ra làm sao. Thì nói chung là anh em nào lười lười thì có thể bấm vô mà chơi demo thôi. 10 giờ giờ BT, 10 giờ sáng giờ BT là khoảng 0 giờ đêm Việt Nam á, cộng 14 tiếng vô đây là cái này nè, cộng 14 tiếng vô đúng 0 giờ ngày 20 đến ngày 26, đến 0 giờ 26 đúng tuần từ đây đến đây. Anh em có thể thoải mái trải nghiệm mấy bản demo của game luôn. Thì giờ vô thử game này ha. Game tên là khá là lạ luôn, giả lập hơi nước trong mà cái trò chơi hơi nước. Sự điện thoại ta quá gì là vô game luôn đó hả? Là cái gì giả lập hơi nước Steam là chế độ thời gian thực, nó dựa trên cái nền tảng vật lý cơ bản. Rồi như cái này là về dòng giới thiệu của dev thôi, tại sao tôi làm nó nè, thì xem tới đây nè, tôi có thể ủng hộ dự án như thế nào. Thì Patreon là dạng như cái donate đó. Anh em vô đó có thể ủng hộ cái các dev, thì giống như là donate qua PayPal hay là cái gì khác chẳng hạn, thì báo lỗi thì anh em có thể vô đây. Rồi Twitter có rất là nhiều dev chính thì chỉ có là một người thôi. Bây giờ mình làm cái gì đấy, cái này kéo được nè. Đầu tiên mở bánh răng ra, động cơ hơi nước này, nước ở đâu cái này là cái pump gas thôi, và dạng như là coi cái tốc độ, cái này là thông tin của máy. Để chạy nó thì nhấn nút C, nhấn nút phát thì bắt đầu quay cái động cơ này. Đổ nước thì nhấn chữ L đây. Nhiều nước quá không ta, cái này nó nhỏ quá tôi khó đọc quá. Tăng nhiệt thì số 1 cuộn hả, 2 cuộn, 3 cuộn, 4 cuộn là sao? À đây đây đây, cái chỉ số thay đổi nè. Cái số 3 là cái này. Giờ mình làm sao cho cái động cơ này nó quay thôi, phải không? Rồi. Từ từ. Khi cái hơi nước vô đây á thì sẽ cần cái van này nó bật lên. Mình sẽ điều chỉnh cái này nó xì xì khói cái nào. Thì hơi nước nó sẽ truyền vô đây, nó đẩy cái động cơ này làm quay cái này. Mình phải mồi chài trước cho nó quay cái nào. Reset view chuột phải, cuộn là chuột trái, cái fan này là chuột giữa cổng gáp hả? Mũi tên lên là điều khiển cái nút này. Game gì lắm nút dữ thiệt á. Chữ H. Chữ H là hiện cái bảng này rồi. E là tắt cảnh báo. Bật tắt cảnh báo.
gợi ý là nút đúp hay là cái gì đó, thì tắt cái ống bơm, tắt cái động cơ hơi nước, thì cái gợi ý là enter. Lít và thả lên xuống cho cái nước nó góp vào cái bình gỗng này hả? Vậy hả? Rồi làm sao đốt lửa? Là mình đè chuột. Max speed là lên được 200 mấy cái mến giận rồi. Cái gì ghê vậy ba? Một con con lên. Giảm xuống, giảm xuống, giảm nhiệt xuống. Đó, service nó giảm xuống nè. Đè nút số 1. Cái con game này chơi là chắc phải để thêm mấy cái nút sau cái bàn phím đang bấm đây á. Tốc độ chậm quá vậy ta? Lên đi, lên đi. Đủ nước lúc nào rồi anh Tiên ơi? Là hay là mình để nhiều nước quá rồi. Rồi tăng tốc lên, tăng tốc lên. Game này nó làm để cho mấy anh vào á. Còn nữa không? Hay là chỉ có màn màu à? Tốc độ nó đang tăng dần lên nè. Tôi coi cái máy nó có hư không? Để giảm nhỏ tiếng thôi, nó nổ một cái là báo đời luôn. Không, tăng nhiều quá thì nó tác dụng ngược. Đó, nó chạy như máy cày luôn rồi. Á, tàu cao tốc Hà Nội Bắc Giang, cao tốc Hà Nội Bắc Nam mà chạy được gì thì thôi. Bây giờ làm gì nữa không? Hay là như đây xong rồi? Game ngộ nghĩnh gì đó. Game này tên gì ta? Sẽ tìm á. Thì nó tới mười mấy cái mà. Cái achievement lắm anh em ơi. Nè, nó tới mười mấy cái achievement lắm. Chạy động cơ 1.000 vòng mới được cái thành tựu mới nữa. Tốc độ lên 600 mà vẫn đang tăng dần lên chút nữa, đang ổn định ở 600. Cái bữa thì tục thảm họa luôn. Chạy cái thiết bị động cơ này là 100.000 lần, chạy tới như nào lần. Bôi 10 lít nước mà. Đấy, cản nước rồi, cản nước rồi. Phui nước luôn thì nó làm sao ta? Bơm nước nhiều quá tốc độ nó giảm mạnh luôn rồi. Ba cuộn lên đây. Cái ba kè là gì đó? Này là đốt lửa thì phải đít vô đây kéo lên kéo xuống. Mấy thông số là cái quái gì?
đó, mình giảm cái mà cái kia xuống để ba đó cái. Tốc độ khoảng năm mấy à, lên được 600 không ta, không tới à. Cái này nó chưa mát nữa, nhiệt độ mới khoảng 150 thôi, để nhiệt cao nữa được không ta. Cái này để làm gì, kéo ra hình như là cái ống bi cái tay này nó tụt xuống. Ủa cái này mình tương tác được nữa hả, chìm xuống này dạng như cái ban tiết chế vậy, tốc độ nó không tăng nữa đâu. Giảm phanh ra luôn, cái mà số 3 này là cái phanh này. Phanh vô nó rồi. Rồi tiếp tục coi cái mà nó yêu cầu làm gì nữa. Rồi đi lâu nha. Này là 650 mới là đạt được tốc độ của thần thánh ma quỷ luôn rồi. Thế méo nào đạt được 350 nổi. Cái gì TDT là gì đó, cái này có dân kỹ thuật chuyên nghiệp mới làm nó lên được 3.000 km/h thôi, 3.000 vòng trên phút á. Làm sao lên được 650. Game này khó nha, như một game giải đố vậy. Đứt tất cả liên nữa, vãi đái. Có thành tựu đứt tất cả các liên này nữa. Đó rồi, ông muốn đứt thì tôi đứt cho luôn. Rồi ok. Ủa không, khoan còn liên nào nữa. Lên nào, hai lên là ba lên nào, đó đạt được cái thành tựu lít tất cả các lên luôn. Game đúng bữa luôn, hai co là các chiêu má vô quay đủ mà 10 một dạng vòng luôn. Bơm 10 lít nước, bơm 10 lít nước. Khi mà mình đốt nước nóng cái hơi nước nó bay vô đây nè, nó sẽ đẩy cái động cơ này, nó đẩy cái phải phiểu này đi ra nè.
Thì cái kiểu này nó sẽ là làm cái trục động cơ này, nó xây cái dòng cái này, lại bơm lên, thì hai cái cùng bơm lên, cái này nó đẩy ra, thì nó cứ xây là đi hoài, gọi là động cơ nước. Thường những cái thời châu Âu hồi xưa là cái này được xem là phát minh của thế kỷ đó đó. Cái này là gì đó, anh em xem mà chiến tàu Tống Thành Phương Đông hay là cái gì mà động cơ hơi nước chạy bằng than á, có cái đầu máy ở trước thì ở sau người ta xúc than vô lấy hơi nước chạy bằng này, khói nó bò ra kêu tít tít tu tu tu. Hay là mình phải đề ba nữa nó mới tăng tốc chúng ta. Giờ tốc độ có 600 rồi. Bơm đầy nước rồi. Bây giờ làm sao lên được 650 hay là 3.000? Hết rồi, chỉ có mỗi cái động cơ này quay là đau đầu vãi không. Để tôi giảm cái tiếng xuống, cái volume là cái tiếng này đó, đốt được 25 ml nước rồi. Game mở lên treo cho Steam nó chạy chơi vậy đó, không mà Steam thì họ không thích mấy dòng game miễn phí à. Anh em coi con game này nè, 1.000 lượt đánh giá rồi đó, nhưng mà Steam vẫn chưa có chấp nhận nó là con game này luôn, vẫn đang tìm hiểu về thông tin game này. Thì Steam nó sẽ hai đội là hai cái loại lọc game như thế này đó, là chưa khai báo đủ thông tin là Steam nó vẫn chưa biết con game này ra làm sao. Một cái nữa đó là Steam nó sẽ không tính con game này vô cái kho game tổng, hay là không tính tất cả cái hình tụ luôn, gọi là này team learning about this game. Còn nữa là Steam nó không hiển thị con game đó luôn, tức là sau này anh em tìm kiếm được cũng rất là khó nữa, dạng như không thể tương tác đó. Tôi vô cái comment tôi đọc thôi. Đây 3.500 đây, kỷ lục của tôi là 4.000. Không nên thử là bơm đầy cái nước vào cái bình chứa, chỉ nên bơm khoảng 1 phần 3 hoặc là ít hơn thôi. Nước thì sẽ bốc hơi nhanh hơn, nhưng đừng quên đó là cái màn hình đo nước. Cái này à, để nước ít xuống. Nước ít xuống rồi nó bơ nhanh hơn, nó bốc hơi nhanh hơn á. Theo lý thuyết thì lực căng bề mặt nó phải nhiêu đây nhé, 1/3 tầm cái này nữa. Rồi, hết lên. Nước này nó tụt xuống nữa thì nó ra sao rồi. Ủa sao cái này nó thành màu đỏ chết chóc luôn rồi. Thanh niên nó làm cái máy chạy hao
Mày kéo xuống 35 dặm à? Dừng 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 dừng. Sao có cái hình của nó khác của mình quá vậy đó? Ủa tắt cái hình nó đi sao? Phần trăm thoát là gì? Lít nhiều lần ở nút A hả? Lựu đạn con game. Là mình tính toán nãy giờ. Một ba nút nào. Một ba lòng cái này. Đẩy mát nhiệt lên. Tháo lại ra. Quay bằng tay. Đó, rất nhiều lần ở nút A. Lũ đạn con game. Nghiền máy luôn rồi anh em ơi. Bơm nước, bơm nước. Rồi lên tới sau quả luôn. Nó đốt nước nhanh quá. Tốc độ thấy hết tăng rồi, có tăng mà hơi chậm. Bơm nước, bơm nước. Này lên nữa được không? Vẫn chưa lên được 3,5. Rồi lít tiền cuồng vô nút luôn nè. Bàn ba rồi. Ngồi lít cho tới 3,5 luôn. Bơm tí nước vô.
cho tốc độ liên tục. Lợn nước cạn quá rồi. Bên 8 bên 9 rồi, 80 rồi. Độ tụt giảm nghiêm trọng quá. Này vui ống luôn thì nó làm sao ta? Nhiệt độ lên 150 à? À mình phải đổ nước đầy bình đi cho nó nóng lên này nó tụt xuống về dần. Là khi nó tụt xuống còn 1 phần 3 thì nó sẽ mát phết rồi thôi. Kéo cái này ra luôn cho nó xả cùng lúc. Cái này khoảng ba mấy bốn chục là gì rồi. Nước lên 150 đó. Cái áp sức đó, cái này là phải áp sức đó. Đây 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 là gì? Nước nó tụt xuống tới đây là tôi nghĩ nó dù qua móc 3,5 á. Rồi, khí nó tràn qua đây không được rồi. Nâng lên từ từ. Hết chưa? Rồi, ok. Còn cái này nó rung luôn rồi. Tăng lại nó tăng tới đây là nó đi từ từ rồi. Nãy 3489 là ngừng rồi. Chín mươi nè, 91 nè. Mình bơm nước vô thì cái nhiệt độ nước nó giảm nên phải phui bình. Không không nó xì quanh kia rồi. Đó, chín rồi đủ không? Rồi đủ bạn gửi rồi.
Rồi hết nước rồi. Mấy thành viên không nói lít vô chữ A là chả ai biết nói luôn. Rồi thôi, ngồi dọc cái động cơ hơi nước thôi, nó giảm tốc độ mà nó cũng giảm từ từ nữa, vừa đủ 3,5 bóp thắng lại, tắt máy rồi mới nghỉ. Rồi ok, một con game chơi à, không biết cái gọi là game không. Rồi thôi, chúng ta đã phá đảo thành công một con game mà gọi là giá độc trong động cơ hơi nước, trên cái nền tảng hơi nước. Mặc dù chưa phui thành tựu, có điều bơm mấy chục lít nước này cũng hơi mệt đó, là bơm 100 lít nước này cũng hơi mệt đó, nãy giờ mới bơm được có 0,1 à, bơm tới 100 thì chắc treo mấy tiếng hồ á, 100 ml thôi, cái này mới bôi một nè. Chạy 1 triệu vòng chơi chết luôn. Rồi, ok. Game miễn phí nhưng mà hộp đắt rất là thường xuyên à. Lọt lên được mà trang setup trên đinh của Steam luôn mà, đâu có phải là chuyện thường. Đây, nó nằm chiếm trệ ở vị trí top của Steam luôn. Đâu có tiêu rồi. Chắc gớt khỏi đó rồi. Rồi, hôm nay đến đây thôi. Superman có ngày ra mắt hay gì? Cái này bản cũ mà.